Xin kính chào quý bà con, quý anh chị các bạn đang nghe xem kênh thì sáng hôm nay là thứ tư ngày 5 tháng 7 năm 2023, thì mình xin được một bài viết cập nhật sơ qua thành những thái là buổi sáng hôm nay ở khu vực Cồn Sông Cửu Long, khu vực miền Đông, khu vực Tây Nguyên cho quý bà con, quý anh chị các bạn cùng tham khảo. Thì ngoài cập nhật tình hình giá thì hàng ngày hàng tuần mình còn có làm thêm những clip cập nhật hình giá cả của một số loại nông sản khác trên kênh. Kính thưa quý bà con, thì từ những thái trong 1-2 ngày trở lại đây thì giá đang có chiều hướng đang tăng trở lại. Hiện nay thì lượng mít đang thu hoạch ở trong vườn thì không nhiều. Các vựa hiện nay thì có thể đang hụt hàng, vì vậy mà giá trong 1-2 ngày vừa qua thì đang có chiều hướng đang tiếp tục tăng. Giá mít thái sáng hôm nay ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long, đầu tiên là ở khu vực Vĩnh Long. Khu vực Vĩnh Long thì mới mít dao động từ 15.000, em lớn dao động từ 13.000, em nhỏ là từ 6.000, và mít em ba dao động từ 3.000. Khu vực Đồng Tháp, khu vực An Giang, khu vực Long An thì mít dao động từ 16.000, em lớn là từ 14.000, và mít em nhỏ dao động từ 7.000, em ba dao động từ 3 đến 4.000. Mít chợ hiện nay ở khu vực Đồng Tháp, khu vực An Giang, khu vực Long An thì thương lái đang muốn chợ mít dao động từ 3.000. Còn khu vực Tiền Giang, khu vực Tiền Giang hiện nay thì mít nhất dao động từ 17.000, em lớn là từ 14 đến 15.000, em nhỏ dao động từ 8.000, và mít em ba dao động từ 4.000. Chợ hiện nay khu vực Tiền Giang thì thương lái đang muốn chợ giúp dao động từ 3.000 đến 4.000. Mít ở khu vực Tiền Giang thì lúc nào cũng cao hơn những khu vực khác. Khu vực Tiền Giang thì tập trung rất là nhiều vựa mít. Còn ở khu vực miền Đông như khu vực Bình Dương, khu vực Bình Phước, khu vực Đồng Nai, khu vực Vũng Tàu thì mít nhất dao động từ 8.000, em lớn là 4.000, và mít em nhỏ dao động từ 2.000. Chợ hiện nay ở khu vực Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai, Vũng Tàu thì thương lái đang muốn chợ giúp dao động từ 2.000. Ở khu vực Tây Nguyên, khu vực Tây Nguyên hiện nay thì mít nhất dao động từ 7.000, em lớn là 4.000, và mít em nhỏ dao động từ 2.000. Mít chợ hiện nay khu vực Tây Nguyên thì thương lái đang mua chợ giúp dao động từ 2.000 đồng một ký. Mít xô hiện nay khu vực Tây Nguyên thì thương lái đang mua xô giúp dao động từ 3.000 đến 4.000. Ngoài ra thì tình giá mít cũng còn chênh lệch tùy theo từng khu vực, tùy theo từng tuyến đường vận chuyển xa hay là gần mà thương lái mua có thể chênh lệch lên xuống. Ở đây thì mình cũng xin kết thúc video ở đây. Xin kính chúc quý bà con một ngày thật tốt.